Chào bạn nhá. Chào bạn phô mai cô tê nhá. Qua em sai câu loga tiếc quá. Đấy, cứ làm nhầm thôi, đúng không? Được chưa? Chào bạn Quỳnh Anh nhá. Em mà ngủ quên thì sao á? Ngủ quên thì thôi là do em nhá. Chưa mai anh like không, chiều mai thì à? Chưa mai anh đi date rồi. Được chưa? Chiều nay thi nè. Đấy, anh chưa có để sở Bắc Giang mới thi sáng nay nhá. Ok chưa? Sở Bắc Giang đúng không? Mới thi hôm nay. Các bạn nào mới vào thì thả tim với chia sẻ like giúp anh nhá. Dạy lưỡi không anh á? Có à? Bạn nào muốn đăng ký xuất phát sớm lớp 12 nhá, các bạn IB cho anh nhá. Đấy, đăng ký xuất phát sớm 12. Tới đây anh nói chung là anh live stream nói chung là lớp 12 nhá. Nay thì để 1 3. Các mã đề nó chỉ đảo câu thôi mà, có gì đâu. Được chưa? Các bạn thả cho lên 3-4 ca tim nào. Hình không hiểu gì luôn á. Đấy là mấy bạn mất gốc đúng không? Bạn nào mất gốc thì bạn tham gia nhóm nhá. Được chưa? Các bạn làm nhớ comment nào xuống dưới nhá. Câu số 1 nè. Câu số 1 nhá. Câu số 1 nè. Được chưa? Đấy, câu số 1 này. Các bạn làm nhớ comment nhá. Câu 1 nào, chọn gì nhỉ? Câu 1 nhá. Nó bị lag, có bị lag đâu. Số nghiệm nguyên dương của phương trình 2 mũ x bé hơn 8 là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Nào, câu 1 chọn gì nhỉ? Câu 1 nào các bạn? Nào, câu 1. Được chưa? Đấy, câu 1 chọn gì nhỉ? Câu 1 chọn C à? Nào, 1 nè. Bây giờ người ta hỏi là số nghiệm đúng không? Nào, tìm cho anh nhá. Số nghiệm nguyên dương. Được chưa? Anh có là 2 mũ x bé hơn 8, đúng nhỉ? Đấy, tương đương. X gì đây? C bé hơn gì? Loga cơ số 2 của 8. Được chưa? Vậy loga cơ số 2 của 8 bằng gì? Bằng 3. Đấy, được chưa? Vậy người ta hỏi là số nghiệm nguyên dương của bất phương trình nhá, nhớ chưa? Vậy thì nghiệm nguyên dương bắt đầu từ bao nhiêu? Nguyên dương, nhớ chưa? Đấy, nguyên dương bắt đầu từ mấy? Bắt đầu từ 1, nhớ chưa? Vậy thì x sẽ bé hơn mấy? Bé hơn 3 và lớn bằng 1, được chưa? Vậy ngậm nghiệm nó sẽ là mấy? Từ 1 đến 2 nhá. Nhớ chưa? Số nghiệm nguyên dương của nó sẽ là 1 và 2, nhớ chưa? Vậy đáp án chính xác thì là đàn A nhá, nhớ chưa? Đấy, đàn A, nhớ chưa? Bạn nào mà chọn C là sai nhá, nhớ chưa? Đấy, không nó gì? Số 0 ấy là số không dương mà cũng không âm, nhớ chưa? Đấy, không dương mà không âm nhá. Nhớ chưa? Nó như kiểu nó lửa lạc lửa mỡ ấy. Nó lửa lạc lửa mỡ ấy, nhớ chưa? Nó như kiểu là không dương mà cũng không âm nhá. Nhớ chưa? Ok chưa nhỉ? Đấy, bạn nào chắc là các bạn sẽ xét gì đây? Đấy, bạn nào mà xét gì? Bạn nào mà xét là số 0 nhá thì chắc chắn là anh nghĩ là đoán C đúng không? Đấy. Được chưa? Rất là nhiều bạn chọn C nhá. Nghe nhỉ? Ok chưa? Bạn chọn C là toang nhá. Nghe nhỉ? Câu số 2 nào. Câu 2 chọn gì đây? Khối chóp có chiều cao thì bằng 6 và diện tích đáy thì bằng 5. Được chưa? Yêu cầu tính thể tích. Vậy V của chóp thì bằng gì? 1/3 diện tích đáy nhân cho chiều cao. Đúng không? Vậy nó bằng 1/3 thì đây, diện tích đáy là bao nhiêu? Là 5. Nhân chiều cao là bằng 6, được chưa? 5 nhân 6 là bao nhiêu? Là 30. 30 chia 3 là bằng 10. Được chưa? Vậy đáp án chính xác thì là đáp án B nhá. Nhớ chưa? Nào, câu số 3 nào. Anh chữa để Bắc Linh đi, em vừa thi khó lắm. Ờ, tí nữa. Được chưa? Đấy. Nào. Tí nữa bạn nào có để Bắc Linh hay để tỉnh khác thì các gửi cho anh nhá. Nhớ chưa? Các bạn để gửi cho anh chữa nhá. Câu số 3 nào. Hàm số nào sau đây đồng biến che R? Đấy. Đồng biến che R nhá. Nhớ chưa? Nào, câu 3 chọn gì các bạn? Câu 3 chọn gì đây? Có tự luận không á? Không, nó là đề đáp án mà. Cấu trúc mới mà. Sở Bắc Giang là cấu trúc mới mà. Nào, câu số 3 nào. Đồng biến che R. Đấy, đồng biến che R là hàm gì? Hàm Y bằng A mũ X, nhớ chưa? Đồng biến khi nào? Khi nào? Khi là cái cơ số A phải lớn 1 thì nó mới đồng biến, được chưa? Đề này quá là dễ luôn đấy, nhớ chưa? Đấy, vậy cơ số lớn 1 đan C này bé hơn 1 đúng không? Bỏ. Đáp án D cũng bé hơn 1, bỏ. Đáp án này cũng bé hơn 1 đúng không? Vậy đáp án chính xác là A nhá. 5 mũ x đúng không? Thì 5 lớn hơn 1, được chưa? Câu số 4 nào, câu 4. Câu 4 nhá, được chưa? Đấy, câu 4. Đề này là thi câu cấu trúc mới nhá. Đề này theo cấu trúc mới, câu 4 nào. Nghiệm của phương trình 3 mũ x cộng 1 bằng 9 là bao nhiêu? Nào. 3 mũ x cộng 1 bằng 9. Được chưa? 9 thì bằng gì? 9 thì bằng 3 mũ 2, nhớ chưa? Đấy, cùng gì đây? Cùng cơ số rồi cho hai thằng mũ bằng nhau. Tức là x cộng 1 thì bằng 2, tương đương x thì bằng 1.
x bằng 1 đúng không? Vậy đáp án chính xác thì là đáp án C nhá. Nhớ chưa? Đáp án C, nhớ chưa nhỉ? Đấy, bạn nào mà chọn gì đây? Bạn nào mà chọn đáp án khác là sai nhá. Nhớ chưa? Nào, câu số 5. Câu 5 nào, các bạn nào comment nào nhá. Bạn nào thấy hay thả tim và chia sẻ like cho anh nhá. Cho lên 10k tim nhé các bạn nhá. Nào, câu số 5 nào. Thể tích của khối lập phương công thức là gì? Nào, công thức gì? Đấy, V thì bằng gì? V bằng x cụ 3. Trong đó x là số cạnh, nhớ chưa? Đấy, x là số cạnh nhá. Vậy là bao nhiêu đây? Nó chính là bằng A cụ 3. Là na, đúng không nhỉ? Câu tiếp theo nào. Đấy. Câu số 6 nào. Thể tích của khối lăng trụ. Đấy, khối lăng trụ nhá, nhớ chưa? Khối lăng trụ đúng không? Công thức là gì? Đấy. Đấy, còn nhiều bạn đúng không? Rất là nhiều bạn chọn C nhá, nhớ chưa? Chọn C thì đi, được chưa? Chọn C thì lấy chồng nhá. Lấy chồng, được chưa? Chữ C là chữ chồng đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy chữ C chưa? Chữ C nó hiện rõ chữ chồng chưa? Đấy, hiện rõ chữ chồng chưa? Đấy. Được chưa? Hiện rõ chữ chồng chưa nhỉ? Được chưa? Thể tích khối lăng trụ đúng không? Khối lăng trụ công thức là gì? V nó bằng B nhân H nhá. Được chưa? Đấy. Bạn nào chọn C là đi lấy chồng nhá. Được chưa? C là khối cái gì? Là gì? Là khối chóp. Nhớ nhỉ? Đấy. Được chưa? Nào câu số 7. Câu 7 nhá. Nào câu 7. Tao xác định của hàm số fx thì bằng là log của 3 trừ x, nhớ chưa? Nào, log của 3 trừ x nhá. Vậy biểu thức của log là gì? Là biểu thức bên trong là sao đây? Nhớ chưa? Biểu thức bên trong phải lớn không? Nhớ chưa nhỉ? Đấy, vậy tức là 3 trừ x lớn không? Nhớ chưa? Tương đương x sẽ bé hơn 3. Đấy, x bé hơn 3 đúng không? Vậy thì tập xác định là gì? Là từ âm vô cùng đến 3 nhá. Nhớ chưa? Đi lấy chồng nhá. Chọn C là lấy chồng, nhớ chưa? Anh nói giống anh đẹp trai quá thì anh là hiểu đẹp trai mà, câu 8 nhá. Bạn nói cái điều mà ai cũng biết đúng không? Nào câu 8 nào. Câu 8 nhá. Nào câu 8 đạo hàm. Được chưa? Tính đạo hàm cho anh nhá. Đạo hàm của hàm số này. Nào. Vậy x lấy đạo hàm thì bằng gì? X lấy đạo hàm thì bằng 1. Nhớ chưa? Đấy, sin lấy đạo hàm thì bằng gì? Sin lấy đạo hàm thì bằng cos. Vậy đáp án chính xác thì là đáp án C nhá. Nhớ chưa? Đáp án C, nhớ chưa? Đứa nào mà chọn A nhá thì cũng lấy chồng, nhớ chưa? Về đi lấy chồng nhá. Câu số 9 là câu 9. Chưa, câu 9 này, tương lai nhờ đợt chồng à, học thì không chịu học. Lại đòi lấy chồng giàu đúng không? Xong lại còn lấy chồng giỏi, đẹp trai, 6 múi đúng không? Học thì lười học, không chịu học. Chưa, sao anh bảo đi date à? Thì hôm nay là anh phải, nói chung là anh phải trốn đi date để anh dạy các bạn. Được chưa, tại vì anh thấy các bạn là kiểu sai nhiều quá đây. Anh phải trốn đi date nhá. Nào, câu 9 là các bạn ơi, câu 9. Câu 9 à? Câu 9 là gì nhỉ? Tầm nghiệm của bất phương trình loga cơ số 5 của x trừ 2 lớn bằng 2 là bao nhiêu? Được chưa? Nào mình đẩy cơ số lên nhá. Vậy thì x trừ 2 thì bằng gì đây? Lớn bằng nhá. Đẩy cơ số lên nhớ chưa? Là 5 mũ 2 đúng không nhỉ? 5 mũ 2 thì bằng bao nhiêu? Bằng 25. Được chưa? Vậy từ đây anh được là x trừ 2 sẽ lớn bằng 25. Vậy thì x sẽ lớn bằng 25 cộng 2. 25 cộng 2 bằng mấy nhỉ? 25 cộng 2 nhá. Bằng 27 đúng không? Bằng 27. Được chưa? Bằng 27. Vậy từ đây anh sẽ được là x sẽ lớn bằng 27. Đúng nhỉ? Vậy thì tập nghiệm của nó sẽ là gì? Lửa khoảng từ 27 đến dư vô cùng nhá, đàn B. Ok chưa? Đàn B. Đấy, rất là dễ nhá. Đẩy cơ số lên được chưa? Câu số 10 nào. Câu 10. Đấy, câu 10 nhá. Nào, câu 10. Được chưa? Câu 10 nào. Đấy, tại sao này bấm máy tính? Bởi vì đi thi ấy, nhiều bạn đúng không? Còn nhẩm sai cơ mà đúng không? Thế là bấm máy tính cho chắc. Được chưa? Đấy, bấm máy tính cho chắc nhá. Không ấy, các bạn này bảo đấy, được chưa? Nào, câu này. Căn của x nhân căn x. Đấy, được chưa? Nào. Căn của x nhân căn x. Nó bằng gì đây? Nào. Nó bằng gì đây? Nó bằng là căn của x. Căn x thì bằng x mũ 1 phần 2. Đúng không? Đấy, bằng gì đây? Nhân thì bạn cộng số mũ lại. Thì nó bằng là gì đấy? Nó bằng căn của 1 cộng 1 phần 2. Được chưa? Hay chính là bằng căn của x mũ 3 phần 2. Đấy, căn của x mũ 1 phần 2 thì bằng x mũ 3 phần 4. X mũ 3 phần 4 đúng không? Vậy đáp án chính xác là đáp án D nhá. Nhớ chưa? Đáp án D. Được chưa? Đấy, có bạn còn sai này. Đây. Đấy, có bạn còn sai này. Được chưa? Nào, D nhá. Anh sẽ hướng dẫn thêm bấm máy tính này. Cho những bạn nào chưa thi nhá, bấm máy tính này. Các bạn sẽ loga hóa cái cơ số này lên cho anh. Được chưa? Loga hóa cái biểu thức này lên. Nhập vào nhá. Loga cơ số x này. Đấy, căn đúng không? Câu này anh dạy các bạn bấm máy tính rất là nhiều rồi, đúng không? Bạn nào mà chăm chỉ học like anh ấy thì câu này anh hướng dẫn đến n lần rồi. Đấy, n lần đúng không? Được chưa? Sau đó mình can này. Can một giá trị bất kỳ nhá, nhớ chưa? Can một giá trị bất kỳ. Ví dụ hôm nay là ngày sinh nhật người yêu cũ của anh đúng không? Ngày mùng 10 đúng không? Đấy, sinh nhật người yêu cũ của anh nhá. Là mùng 10 tháng 5 này. Đấy, bằng này. 3/4 đúng không? Đàn D. Hiểu chưa? Đấy, rất là dễ nhá. Câu số 11 nào. 11 chọn gì các bạn nhỉ?
Nào 11 nè. Câu 11 nhá. Được chưa? Câu 11 nè. Thể tích của khối hình hộp chữ nhật đúng không? Thể tích của hộp chữ nhật này có gì đây? Có chiều rộng, chiều dài và chiều cao lần lượt là 3, 4, 5. Đấy, quá là dễ luôn đúng không? Vậy công thức thể tích khối hộp là gì? Anh cho các bạn rồi đúng không? Kể cả cái trong nhóm cái khóa lấy gốc anh cũng dạy rồi. Công thức là gì? V thì bằng A nhân B nhân C. Nhân vào thôi nhá. 3 nhân 4 nhân 5 này. 3 nhân 4 là 15 đúng không? 15 nhân 5 bằng 60 nhá. Được chưa? Đoán D. Ok chưa nhỉ? Câu số 12 nào, câu 12. Đấy, cho A và B là hai số thực dương bất kỳ, được chưa? Biểu thức loga cơ số 6 của A cộng với loga cơ số 6 của B bằng biểu thức nào sau đây? Được chưa? Nào, biểu thức nào nhỉ? Tính chất đúng không? Nó chính là gì? Đó chính là tổng của hai loga thì bằng gì đây? Nào. Được chưa? Bằng tích của một loga, đúng nhỉ? Vậy đáp án chính xác thì là C nhá. Nhân vào thôi đúng không? Đấy, bạn nào còn sai câu này nữa thì không biết là như nào nữa, được chưa? Chỉ có lấy chồng thôi nhá. Các bạn nhìn thấy chữ chồng chưa? Được chưa? C nhá. Nào, đề cô em ôn không vô một cái gì à? Anh nói thật nhé, bạn nào mà xem like anh câu này chắc là 10 điểm mất. Được chưa? Đấy, các bạn nhớ không? Bạn nào mà xem anh like câu này, câu này y hệt luôn, không khác cái gì. Đấy, câu này cũng thế này. Được chưa? Mấy câu này cũng thế này, anh cho y hệt không khác cái gì, không khoảng cách cũng thế. Bạn nào xem like anh câu này các trúng hết, gần hết này, câu số 1 nhá. Câu 1 à. Được chưa? Câu 1 à. Đấy, câu 1 nhá. Nào, câu 1 đúng sai nhá. Xem đúng hay sai đây. Câu 1 nào. Đường thẳng BC vuông góc với SAB, cái này đúng hay sai? Nào, A đúng hay sai các bạn nhỉ? Được chưa? Đúng hay sai? Được chưa? Nào, vuông đi nhá. Đây sẽ vẽ vuông góc ra đúng không? Đúng hay sai nhỉ? Đấy, đúng hay sai? Bọn em thi xong rồi à? Bạn nào thi xong rồi muốn đăng ký xuất phát sớm lớp 12 các IB cho anh nhá. Được chưa? Khóa học xuất phát sớm lớp 12 thì anh dạy full hè nhá, qua hè luôn nhá. Đây S đây, vuông đây. Đúng nhỉ? Được chưa? Đấy, vuông nhá. SA là BC vuông góc với SAB, đúng nhỉ? Đây vuông cân. Nhất chứng minh này. BC vuông với gì? BC vuông với gì đây? Vuông với AB. Đúng không? Vuông với AB. Xong chưa? Tương tự như vậy, BC vuông với gì? Vuông với SA. Vì sao? Vì SA vuông góc với đáy, nhớ chưa? Vì SA vuông góc với đáy, được chưa? Vậy thì từ đây suy ra là BC vuông góc với gì? Vuông góc với SAB. Nhớ chưa? Vậy cái này đúng hay sai? Một đúng hay sai nhỉ? Nào, một đúng hay sai? Một đúng nhá. Đấy, một đúng, nhớ chưa? Đấy, dạy từ lúc tháng 9 không ạ? Có, được chưa? Bạn nào muốn đăng ký gọi IB cho anh. Bạn nào chưa follow, bạn follow nhá. Follow xong bật thông báo nhá. Nào, câu tiếp theo là câu số B nào. Góc giữa SC và mặt phẳng ABCD là bằng góc SAC. Ok, đúng hay sai các bạn nhỉ? Nào, góc giữa SC và SAC đúng hay sai nhỉ? Nào, ý này đúng sai nhá, ý này đúng hay sai? Nào, IB nào. Thứ nhất, mình có SA không phải đấy. Được chưa? SA vuông với đáy. Thì từ đây suy ra SA vuông với gì? Vuông với AC. Nhớ chưa? Vậy thì góc giữa SA, AC và ABCD chính là góc giữa gì đây? Góc giữa SC và AC. Nhớ chưa? Vậy góc giữa SC và AC chính là gì? SCA. Đúng không? SCA ở đây này. À đâu nhỉ? Đây chứ. Đây đúng không? Chính là góc này đây. Nhá. SCA đúng không nhỉ? SCA. Vậy cái này sai. Nó phải là SCA. Nhớ chưa? Tương tự như vậy, hai đường thẳng ở đây SA và BC vuông vào nhau, ý này đúng hay sai? Ý này đúng hay sai nhỉ? Đúng luôn đúng không? Anh vừa chứng minh ở ý A đúng nhỉ? Vừa chứng minh ở ý A xong đúng nhỉ? Đúng luôn nhá. Nhớ chưa? Đúng luôn đúng không? Vừa chứng minh ở ý A. Ý D nào? Ý D nhá. Tổng số mặt bên của hình chóp đã cho bằng 4. Đúng không? Hình bên có mấy mặt đây? Nào, đếm nhá. Câu này là câu gì đây? Cái câu này câu cho điểm nhá. Bạn nào vẫn còn sai nữa thì chịu nhá. Đây là toán lớp 1 đúng không? Toán lớp 1, nhớ chưa? Đấy. Toán lớp 1 nhá. Được chưa? Đấy, toán lớp 1 đúng không? Được chưa? Toán lớp 1 nhá. Nào, toán lớp 1 đếm nào. Đếm cái mặt xung quanh nhá, mặt bên nhá. Đây 1 này. Đấy, đây là 1 này. Đây là 2 này và đây là 3, 4 đúng không? Nhìn chưa? Có 4 mặt. Đấy, nhìn chưa? Mặt bên có 4 mặt này. Vậy cái này đúng nhá, nhớ chưa? Đấy là toán lớp 1 nhá. Được chưa? Bạn nào còn sai nữa thì về xuất phát sớm của lớp 1. Được chưa? Xuất phát sớm của các em lớp 1 nha. Câu số 2 nè. Quá dễ đúng không? Để Bắc Giang quá là dễ. Này không được 10 điểm thì quá là phí. Câu số 2 nè. Cho phương trình loga cơ số 3 của x trừ 1 bằng 2. Đấy. Yêu cầu đây nào. Ý A, x bằng 5 là nghiệm của phương trình. Đúng hay sai? Nào, đúng hay sai? Phân tích nhá. Đương đương. Đẩy cơ số lên nhá. Nào, 2x trừ 1 thì bằng 3 mũ 2. 3 mũ 2 thì bằng gì? Bằng 9. Vậy anh được là 2x chuyển 2x trừ 1 thì bằng 9. Chuyển 1 sang đây thì anh được 2x bằng mấy? Bằng 10. Được chưa? Tương đương x bằng mấy nhỉ?
10 chia 2 nhá. 10 chia 2 bằng mấy nhỉ? Bằng 5 đúng không? Bằng 5. Vậy này đúng nhá. Được chưa? Đúng. Xong chưa? Đấy, ý B nào, ý B. Phương trình sao vô nghiệm. Phương trình sao vô nghiệm đúng hay sai? Nào, phương trình sao vô nghiệm. Sai đúng không? Sai chắc luôn. Mình vừa tìm ra được nghiệm x bằng 5 cơ mà, đúng không? Thì làm sao mà vô nghiệm được, đúng nhỉ? Đấy, được chưa? Tương tự như vậy, phương trình C. Phương trình tương đương với 2x trừ 1 bằng 3 mũi bình. Đúng hay sai? Đây anh vừa phân tích đấy. Đúng hay sai nhỉ? Nào. Đúng nhá. Đấy, được chưa? Đúng. Ý D, điều kiện xác định của phương trình là x sẽ lớn bằng 0. Nào, điều kiện này đúng không? Không. Ý D đúng hay sai? Nào, điều kiện xác định của phương trình nhá. Nhớ chưa? Đấy, ý D đúng hay sai? Sai đúng không? Sai. Vì sao? Vì điều kiện xác định là gì? Là cái biểu thức bên trong loga phải lớn không? Nghe kỹ nhá. Biểu thức bên trong loga phải lớn không? Tức là 2x trừ 1 lớn không? Nhớ chưa? Vậy 2x trừ 1 lớn không? Thì x sẽ lớn hơn 1 phần 2. Vậy biểu thức xác định phải là x sẽ lớn hơn 1 phần 2, nhớ chưa? Điều kiện xác định phải là x sẽ lớn hơn 1 phần 2, nhớ chưa? Phần C không cần điều kiện à? Không em, điều kiện gì? Có điều kiện á? Điều kiện đây, được chưa? Đây. Và em cũng làm sai à? Điều kiện phần C á, phải cần điều kiện phần C á. Đại học 53 rồi xem thầy vẫn cuốn là ok em. Ơ bạn này 2K4 à? 2K4 à? 2K3 này. Được chưa? Phải cần điều kiện á. Cần gì điều kiện nhỉ? Bởi vì phương trình tương đương mà. Phương trình tương đương đúng không? Đây, phương trình tương đương đây mà. Thì cần gì điều kiện? Đúng nhỉ? A à, đúng hay sai á? A à, đúng hay sai à? A à, đúng chứ, đúng không? Tự nhiên lại cần điều kiện gì ở đây? Người ta chỉ yêu cầu là phương trình tương đương thôi mà. Phương trình tương đương nhá. Thì điều kiện liên quan gì? Đúng không? Điều kiện liên quan gì? Đúng không? Câu 3 nhá. Nào câu 3. Cần gì điều kiện liên quan gì đúng không? Câu 3 nào. Chọn ngẫu nhiên 30 số nguyên dương. Đấy, này này, xung khắc này. Được chưa? Xung khắc này này. Đấy, xung khắc này, nhiều bạn sẽ đắn đo phần xung khắc này. Ý A nhá, đúng hay sai? Nào, comment pháp. Nhiều bạn thắc mắc đúng không? Anh thấy nhiều bạn comment ở trong cái bài viết anh vừa mới đăng ở trên TikTok ấy. Bạn ấy bảo đúng hay sai này. Đấy, C đúng nhá. Làm gì sai được. Được chưa? Nào, đúng hay sai? Đọc kỹ nhá. Bây giờ mình sẽ phân tích biến cố, được chưa? Anh dạy cái phần lý gốc, lấy gốc xác suất rồi đúng không? Bạn nào mà xem cái buổi live đấy á thì anh nghĩ là các bạn sẽ làm được. Cái buổi live TikTok đúng không? Hôm nọ anh lên live lấy xác suất đấy. Đây. Nha, phân tích nhá. Ý A này. A nhá, A lớn là gì? Là số được chọn nhỏ hơn 11. Số được chọn nhỏ hơn 11 nhá, trong 30 số nguyên dương đầu tiên. Vậy là từ 1 này cho đến mấy? 10. Đúng không? Từ 1 đến 10. Xong chưa? Ý B, à chờ, xác suất của B là gì? Là số được chọn lớn hơn 25. Lớn hơn 25. Được chưa? Đấy, lớn hơn 25 nhá. Được chưa? Vậy tức là từ bao nhiêu? 26, 27, 28, 29 và 30. Vậy A và B có xung khắc không? Có, đúng không? A và B là xung khắc. Được chưa? A và B là xung khắc nhá. Đúng. Nhớ chưa nhở? Tại sao lại xung khắc đúng không? Xung khắc là gì? Xung khắc là gì? Xung khắc là biến cố này. Nhớ nhá, cái từ này. Biến cố này không ảnh hưởng gì đến biến cố kia. Biến cố này không ảnh hưởng gì đến biến cố kia. Được chưa? Không ảnh hưởng gì đến biến cố kia. Được chưa? Biến cố kia. Đấy, nhớ chưa? Nhớ chưa? Cái này phải là đúng nhá. Vì là biến cố này không ảnh hưởng gì đến biến cố kia. Nhớ chưa? Xác suất của A là gì? Từ 1 đến 10. Còn thằng này là từ 26 đến 30 cơ mà. Có ảnh hưởng gì đâu. Đúng không? Có liên quan đến nhau không? Không hề liên quan đến nhau nhá. Nhớ chưa? Thế mà nhiều bạn vẫn comment là sai. Đấy, nhiều bạn vẫn comment là sai. Hiểu chưa? Hiểu thế nào là xung khắc chưa nhỉ? Đấy, hiểu thế nào xung khắc chưa? Nhớ chưa? Độc lập á, độc lập thì nó sẽ độc lập riêng biệt ra. Nhớ chưa? Độc lập ví dụ nhá, ví dụ đúng không? Ví dụ nhá. À, anh các bạn xem lại cái phần lý thuyết được chưa? Lý thuyết xác suất được chưa? Đây, cái bài giảng nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn đăng ký kênh ủng hộ anh nhá. Đây. Anh có phần lấy gốc xác suất rồi nhá, cho bạn đỡ hỏi được chưa? Bạn nào cần thì bạn xem lại cái phần lấy gốc xác suất cho anh. Đây. Lấy gốc xác suất đây, được chưa? Anh bảo rồi đúng không? Các bạn ôn cái phần này thì có mà có bị sai đâu đúng không? Các bạn không chịu ôn thì mà. Đấy, được chưa? Được chưa? Tiếp nhá. Nào, câu số B nào, câu B. Xác suất của biến cố B là 1/5. Đúng hay sai? Nào, biến cố B là 1/5 nhá. Biến cố B là 1/5. Được chưa? Nào, không gian mẫu là gì?
không gian mẫu là bằng 30 phần tử, đúng không? Được chưa? Vậy xác suất của nó 1 phần 5 nhá. Nó tính cho anh nào. P của B bao nhiêu số đây? Tổng bao nhiêu số đây? 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Vậy là 5 trên 30. 5 trên 30 thì bằng 1 phần 6. Vậy cái này sai nhá. Được chưa? Sai. Nó phải là 1 phần 6. Được chưa? Nào, biến cố C là xác suất của biến cố A là 1 phần 3. Vậy từ 1 đến 10 có bao nhiêu số? Có 10 số đúng không? Vậy P của C thì bằng gì? Bằng 10 trên 30. 10 trên 30 bằng 1 phần 3. Đúng không? Vậy cái này đúng nhá. Được chưa? Đúng. Tiếp tục này, ý D là A hợp B thì bằng là 8 phần 15. Nào, A hợp B nhá. Bằng 8 phần 15. Được chưa? A hợp B. Nào, A hợp B. Nào, ý D nhá, A hợp B. P của A hợp với B. Được chưa? Nào, P của A hợp B bằng bao nhiêu đây? Nào, cộng vào nhá. Được chưa? Cộng vào thôi là PA cộng với BB. PA cộng với BB. Vậy bằng nhiêu nhỉ? 1 phần 6 cộng với 1 phần 5. À, 1 phần 6 cộng 1 phần 3 chứ. Nhân quy đồng lên nhá, bằng 9 phần 18. Đúng nhỉ? Bởi vì tính cho chắc nhá. Mình 1 phần 6 này cộng 1 phần 3 này bằng 1 phần 2 đúng không? 1 phần 2. Vậy cái này sai nhá. Sai. Ok chưa? Hiểu chưa? Hiểu xác suất chưa các bạn nhỉ? Được chưa? Đấy. Hầu như hết là các bạn sai ý A đúng không? Hầu hết là sai ý A mà. Đấy. Được chưa? Hầu hết là sai ý A nhá. Đấy. Rất là nhiều bạn vẫn còn lơ mơ. Bạn nào còn lơ mơ về xác suất các bạn xem lại cho anh. Nhớ chưa? Câu số 4 nào. Câu 4. Được chưa? Câu 4 nhá. Là câu 4. Đấy. Đạo hàm này. Đạo hàm và tiếp tuyến đúng không? Câu 4 nhá. Được chưa? Các bạn chăm chỉ xem like anh ấy thì nói chung ấy, được chưa? Các bạn chăm chỉ xem like anh ấy thì cái này rất là dễ thôi nhá. Nào, câu số tiếp theo, câu số 4. Cho hàm số fx thì bằng x cụ 3 trừ cho 3x trừ 2 có đủ thị c. Được chưa? Đạo hàm của hàm số này bằng bao nhiêu? Đấy, công thức đạo hàm là gì? X mũ n lấy đạo hàm thì bằng n nhân với x mũ n trừ 1. Đúng không? Đấy, được chưa? Thầy dạy ai thật biết thầy muộn quá. Chưa muộn đâu em. Bạn nào muốn đăng ký xuất sớm lớp 12 nhá, nhắn cho anh, nhớ chưa? Đấy. Ưu đãi nhá, ưu đãi cho những bạn nào đăng ký học theo nhóm, được chưa? Nhà giá siêu rẻ nhá. IB cho anh, nào câu số 4 này. Được chưa? 3x cụ 3 lấy đạo hàm thì bằng gì? Thì bằng 3x bình. Đúng không? Trừ 3x lấy đạo hàm thì bằng trừ 3. Xong chưa? Đấy. Vậy trừ 2 lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng 0. Vậy ý này đúng hay sai? Ý này đúng. Được chưa? Ý này đúng nhá. Đấy, IB. Hệ số góc tiết tuyến tại điểm có hoành độ x bằng 2 thì nó bằng 15. Cái này đúng hay sai? Nào, hệ số góc tiết tuyến nhá. Em theo của mình à thì có luôn. Nếu mà của mình cũng đăng ký cho anh nhá. Được chưa? Học riêng cũng đăng ký. Đây, này đúng hay sai? Hệ số góc đúng không là K. K thì bằng gì? Bằng F phẩy của 2. Đấy, bấm máy tính nhá. Nào, bấm máy tính. Chiều sở Hải Dương thì à? Thì bạn nào gì nhỉ? Bạn nào mà có đề sở ấy, các bạn nhắn qua TikTok cho anh. Được chưa? Hoặc là đăng ký học, nhắn qua TikTok. Gửi đề cho anh, nhớ chưa? Hoặc là phần tiểu sử bio. Nào, nhập vào nhá. Ship cái lút tích phân này là đạo hàm nhá, nhập vào. X ngụ 3. X ngụ 3 trừ 3x bình là trừ 3x đúng không? Trừ cho 2. Được chưa? Tạ x bằng mấy đây? Tạ x bằng 2. Đấy, tạ x bằng 2 nhá, bằng này. 9. Nhưng mà cái này lại là 15 đúng không? Sai. Nó phải là 9 cơ đúng không? 9 nhá. Nhớ chưa? 9. Tiếp theo nào, câu C. Đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm x bằng 0 thì bằng âm 3. Cái này đúng hay sai? Nào, tại x bằng 0 nhá. Thì các bạn đấy, các bạn vẫn giữ nguyên máy tính cho anh. Các bạn chỉ việc thay số 2 bằng số mấy? Thay số 2 bằng số 0 thôi. Đấy, bằng này. Đúng bằng âm 3 không? Đúng. Nhá, đúng. Được chưa? Đúng. Cái này sai này. Tiếp theo là ý D. Phương trình tiết tuyến tại điểm M tọa độ 20 là bằng bao nhiêu đây? 9x trừ 18. Đây đúng hay sai? Nào, phương trình tuyến nhá. Biết phương trình tiết tuyến. Phương trình tiết tuyến nó có dạng là gì? Y thì bằng là F phẩy của 2 nhân cho x trừ 2 cộng với F của 2. Đúng nhỉ? Vậy F phẩy của 2 mình vừa tìm được bao nhiêu đây? Là 9 nhân với x trừ 2 cộng F của 2. F của 2 bằng mấy? F của 2 bằng mấy đây? Bằng 0. Thì bằng 9x trừ cho 18. 9x trừ 18 đúng không? Vậy là chính xác đây là đúng. Xong chưa? Đúng nhá. Đấy, đúng. Ok chưa? Vậy thì đáp án ở bài này sẽ là gì? Đấy, nó sẽ là gì? Nó sẽ là gì đây nhỉ? Nào. Nó sẽ là đúng đúng không? Sai. Đúng, đúng. Chưa?
Nó là đúng sai đúng đúng nhá. Ok chưa? Nó chính là đúng sai đúng đúng. Ok chưa? Thông chưa? Tiếp theo nhá. Câu số bây giờ đến phần tự luận điền đáp án. Đấy. Tự luận liền đáp án nhá. Được chưa? Full đúng hết. Chết rồi, full đúng hết là sai nhá. Nào, tự luận điền đáp án. Xong chưa? Nào, tự luận điền đáp án nhá. Câu này, nào, dễ đúng không? Câu này thì làm gì? Mấy bấm nhỉ? Câu này mất mấy giây? Câu này bạn nào học Anh chắc là mấy giây, mấy giây? Một giây thôi nhá. Một giây cho cuộc đời thôi, được chưa? Một giây thôi, bấm máy tính này. Nhớ chưa? Bấm máy tính á. Ship nghiệm đạo hàm này. Đấy, nhập vào x cộng 1 trên cho 2x trừ 3. Đấy, được chưa? Tại x bằng mấy đây? Tại x bằng mấy? Tại x bằng 2. Bằng phát nhá, bằng phát này. Trừ 5, xong. Điền mỗi trừ 5 xong. Đấy, mất đúng 1 giây, đúng nhỉ? Đúng 1 giây thôi. Tiếp theo nhá, nào. Câu hình này để sau nhá, câu hình này để được chưa? Để cuối đi, được chưa? Chữa cho câu đại trước nhá. Nào, câu số 4. Câu số 4 này anh nói thật là y hệt cái câu anh cho luôn, không khác cái gì. Đây. Câu 4 nhá, y hệt không khác cái gì. Đấy. Được chưa? Nào, câu số 4 không khác cái gì anh cho lên. Đọc kỹ để nhá, câu 4 nào. Câu 4 gọi là xem bao nhiêu này, câu 4 nào. Trong một buổi tập luyện súng, hai xạ thủ tham gia bắn độc lập vào hai mục tiêu khác nhau. Được chưa? Biết rằng đây, mục tiêu của người thứ nhất là 0.7. Mục tiêu của người thứ hai là 0.8. Vậy thì xác suất của người bắn trúng mục tiêu là bao nhiêu đây? Nào. Cả hai người cùng bắn trúng đúng không? Vậy thì xác suất là bao nhiêu? Là 0.7 nhân với 0.8 0.56. Xong, đúng không? Mấy giây? Một giây nhá, được chưa? Nhẩm thôi nhá. Đúng một giây thôi, được chưa? Đấy, đúng một giây thôi, đúng không nhỉ? Nhanh không? Nhanh không? Có thể nhanh không? Đấy, câu 5 nhá. Tí nữa cho anh quay lại sẽ chữa hai câu hình sau. Chữa câu dễ trước, được chưa? Đi thi cũng thế nhá. Đi thi làm câu dễ trước, câu khó làm sau. Nào, câu 5. Câu 5. Trong không gian đôi Z cho tứ giác đều SABCD. Câu này mất mấy giây? Cũng 1 giây thôi. Được chưa? Đúng 1 giây thôi nhá. Nào. Cạnh AB thì bằng A2 và SO bằng 3, tính thể tích của chóp. Vậy công thức thể tích là gì? V của SABCD thì bằng gì? 1/3 chiều cao. Chiều cao đây là gì? Là SO, hiểu chưa? Bởi vì đây là chóp tứ giác đều. Nhân với gì? Nhân với diện tích đáy là S của ABCD. Vậy nó bằng 1/3 SO là cho bao nhiêu đây? Là bằng 3. ABCD là gì đây? Nào, ABCD là mấy? Là tam đấy đây, là diện tích hình vuông. Thì bằng gì? Nó bằng là cạnh nhân cạnh. Vậy 3 chia 3 bằng mấy? 2 đúng không? À, 3 chia 3 hết đúng không? 2 nhân 2 bằng mấy nhỉ? 4 nhá, là chưa bằng 4. Đấy, cái này bằng 4. Đúng 1 giây chưa? Đấy, 1 giây. Tương tự như vậy, 1 giây. Xong chưa? Xong chưa? 1 giây chưa? Đấy, 1 giây chưa? Tiếp theo câu số 6 cũng là 1 giây. Đấy. Mình sẽ xử lý những câu 1 giây trước nha. Đấy, mình sẽ xử lý một câu giây trước nha. Nhớ chưa? Mình sẽ xử lý một câu giây trước. Được chưa? Anh có bị làm sao không ạ? Sau này bảo anh có bị làm sao không? Hỏi chấm bạn này luôn đấy. Bạn ấy hỏi là anh có bị làm sao không? Tiếp nhá, câu số 6 là biết thế đây. Nào, biết phương trình 2 mũ x bình trừ 2x. Đấy, được chưa? Bằng thế này, bằng 8 là bao nhiêu? Ok chưa nhỉ? Nào, mình sẽ phân tích nhá. Được chưa? Phân tích là tương đương này. Nhá, 2 mũ x bình này trừ 2x bằng 8. Được chưa? Đấy, tương đương nhá. Tương đương nào? Anh có gì đây? X bình trừ 2x thì bằng gì đấy? Loga cơ số 2 của 8. Được chưa? Vậy loga cơ số 2 của 8 thì bằng mấy? Bằng 3. Đấy, được chưa? Tương đương là anh có gì đấy? X bình trừ 2x bằng 3. À, trừ 3 bằng 0. Xong chưa? Đấy, bằng 0. Bây giờ nghe tôi đây. Giá trị biểu thức P thì bằng x1 cộng x2. Đấy. Giá trị biểu thức P cộng x1 2 tức gì? Theo VS. Nhớ chưa? Theo VS. Đấy, theo VS thì bằng gì? Câu này bấm máy tính được nhá. Là gì? Là tổng thì bằng gì? X1 cộng x2 thì bằng gì? Trừ B trên A. Trừ B là bao nhiêu? Trừ 2. Trừ của trừ 2 trên cho A là 1. Vậy trừ bằng trừ là cộng. Đấy, 2. Xong chưa? Theo VS cho nhanh nhá. Đỡ phải bấm máy tính, được chưa? Được chưa? Bằng 2. Đúng 1 giây không? Câu này đúng 1 giây không? Đúng 1 giây luôn nha. Đúng 1 giây luôn đúng không? Các bạn nhìn cái chỗ này này. Trừ 2 chia cho 1 thì bằng 2. Yeah. Quên VS rồi, trời ơi lại còn quên VS rồi nữa. Quên VS rồi nhá, học lại câu lớp 9. Được chưa? Anh dạy mỗi toán thôi ạ, cả toán văn anh ạ.
Trời ơi, anh làm sao mà văn võ song toàn được? Anh thể dạy toán được chứ? Ví dụ dạy sinh còn được nhá. Đúng không? Ví dụ sinh hay hóa còn được. Chứ bây giờ em lại bảo anh là dạy toán với văn nữa thì văn với anh nữa thì thôi nhá. Nào, câu tiếp theo. Bây giờ chữa từng câu một. Đấy, đi từ câu 1, câu 3 trước. Được chưa? Câu 3 nào. Câu 3 nhá. Câu 3 xong đến câu 2. Câu 2 là câu khó nhất. Anh xét mức độ ấy. Được chưa? Nào, câu 3 nhá. Câu 3 trước đi. Câu 3 nhá. Nào, câu 3 đi. Được chưa? Đấy, câu 3 nhá. Nào, xem câu 3. Trong gian cho khối chóp tam giác SABC có đáy là tam giác vuông cân tại C. AB thì bằng là 3 căn 6. Biết thì đây. Nào, biết SA vuông góc với gì? Đúng nhỉ? Đấy. Vuông góc với thằng này, đúng không? Bây giờ còn đấy, mình sẽ vẽ là SA vuông góc với đáy này. Vẽ trước nhá. 4,5 à? 4,5 à? Đây nhá, anh vẽ đây. Được chưa? Hình chóp nhá. Đây. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình tam giác này. Xong chưa? Coi là anh xong đi thi luôn à? Ok. Chúc các bạn là các bạn nào chiều thi tốt nhá. Nhớ chưa? Bạn nào chiều thì thi tốt nhá. Cố gắng lên. Nhớ chưa? Điểm cao về feedback cho anh nhá. Nào. Nhớ chưa? Bây giờ xác định như này. Xác định góc giữa SC và mặt phẳng ABC. Vậy thì góc giữa SC và mặt phẳng ABC chính là góc gì nhỉ các bạn nhỉ? Nào. SC, ABC là góc gì đây? Góc liên quan đến đường vuông góc. Đúng không? Đấy. Là gì đây? Chính là S gì đây? SCA. Được chưa? Đấy. SCA nhá. Xong chưa? Đấy, chính là SCA. SCA bao nhiêu? Bằng 60 độ. Xong, đúng nhỉ? Đấy, các bạn tính đi. Từ đây các bạn tính đi. Các bạn tính tang cho anh. Tang của SCA thì bằng gì? Thì bằng đối trên kề. Đấy, tức là bằng SA chia cho AC. Xong chưa? SA là bao nhiêu? SA là bao nhiêu nhỉ? SA mình chưa biết, đúng không? Đấy, AC mình biết chưa? Tam giác này tam giác vuông cân tại C. Vuông cân tại C nhá. Đây, vuông cân tại C đây. Đấy, được chưa? Vuông cân tại C mà biết AB bằng bao nhiêu? Bằng 3 căn 6. Được chưa? Đấy, vậy thì từ đây mình sẽ suy ra AC bằng bao nhiêu? Tính chất tam giác vuông cân nhá. Là gì? AC bằng gì? AC bằng AB chia căn 2. Được chưa? Tính chất tam giác vuông cân. Vậy AB bằng bao nhiêu? AB bằng 3 căn 6 chia căn 2. 3 căn 6 chia căn 2 bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng là 3 căn 3. Xong chưa? Vậy nó bằng 3 căn 3. Được chưa? Vậy từ đây bạn suy ra SA thì bằng là tang của gì đây? Tang của SCA nhân với AC. Được chưa? Tang của bao nhiêu đây? Tang của SCA là bằng tang của 60 độ. Tang của 60 độ thì bằng căn 3 nhân cho 3 căn 3. Căn 3 nhân 3 căn 3 thì bằng 9. Xong chưa? Đấy, 9 nhá. 9 nhá, xong chưa? Nó bằng 9. Ok chưa? Đấy, 9 nhá. Xong chưa? Vậy cái này là bằng 9 nhá. Vậy AC bằng 9 đây. Xong đúng không? Xong rồi. Vậy AC bằng 9 đúng không? Thì bây giờ mình có BC cũng bằng 9. Xong rồi nhỉ? Bây giờ yêu cầu gì đây? Người ta không yêu cầu cái đấy đúng không? Yêu cầu gì? Khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng SBC. Đấy. Nào, khoảng cách từ điểm A nhá. Được chưa? Được chưa? Khoảng cách từ điểm A nhá. Nào, khoảng cách từ điểm A. À, SA. Ừ nhờ, SA chết rồi. Mình lại lẫn nhá. Lẫn nhá, lẫn tí. Chưa, đây là 9 đúng không? Đây là 3 căn 3. Lẫn tí nhá, sorry các bạn. Được chưa? Lẫn tí. Được chưa? Nào, bây giờ ý nhá. Là khoảng cách từ điểm A, đúng không? Cho đến mặt phẳng SBC. Bằng gì đây? Nào, từ điểm A nhá, SBC. Thì từ A này, từ A sẽ dựng chân đường vuông góc lên gì đây? Lên SC. Đấy, được chưa? Dựng chân đường vuông góc nhá. Thì dựng lên đây, vuông đây. Nó bằng bao nhiêu đây? Nào, vuông bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? Gọi là điểm H. Được chưa? Đấy, anh có là AH. Xong. Đúng không? Là AH nhá. Hiểu chưa? Tại sao lại dựng lên SC mà không dựng SB? Đấy, anh giải thích nhá. Giải thích này. Bởi vì C là sao? C nó chính là chân đường vuông góc. Nhớ chưa? Bởi vì tam giác này tam giác vuông tại gì? Vuông cân tại C. Nhớ chưa nhỉ? Tam giác này vuông cân tại C. Nhớ chưa? Thế nên là mình dễ dựng lên SC nhá. Không phải là SB đâu, nhớ chưa? Đấy. Vậy mình áp dụng cái tức lượng tam giác vuông thì bằng gì? Nó bằng gì nhỉ? 1 trên AH bình thì bằng 1 trên SA bình cộng với 1 trên AC bình. Được chưa? Đấy là lý do tại sao tính SA và SAC chưa? Hiểu tại sao lại tính AC và SA chưa? Đấy. Vậy AH thì bằng gì? Bằng SA nhân với AC trên cho căn của SA bình cộng với AC bình. Được chưa? SA bao nhiêu này? Bấm máy tính nhá. Nào, bấm máy tính. Nó sẽ bằng là 3 căn 3 nhân với 9 trên cho 3 căn 3 bình cộng với 9 bình. Đấy, bấm máy tính nhá. AB
căn của A bình cộng B bình. Xong chưa? Đấy, căn nhá. Căn mấy nhỉ? 3 căn 3. 9 này. Nó bằng 9 phần 2. 9 phần 2 là 4,5. Đấy. 4,5 nhá. Xong, vậy đáp án này là 4,5. Ok chưa? Rất là mượt. Rất là mượt nhá. Các bạn thắc mắc gì không? Ok chưa? Cho anh xem trách nhiệm á. Trách nhiệm gì? Tiếp nhá, câu số 2 nè. Câu 2. Đấy, câu 2 nhá. Chưa hiểu phần AC à, thì em tính lại công thức nhá. Xem lại công thức về cái gì? Về tam giác vuông cân. Nhớ chưa? Xem lại công thức về tam giác vuông cân. Đang làm tự luận này cứ bảo cho xem lại trách nhiệm là sao? Câu 2 nhá. Đang làm phần trả lời đáp án này cứ bảo trách nhiệm đi. Nào câu 2 nào. Câu 2 nhá, nào câu 2. Câu 2. 4C đúng không ạ? Chưa? Đấy anh không biết nhá. Nào. Cho hình năng trụ tam giác ABC, A', B', C'. Có đáy là tam giác đều, cạnh bằng 5. Độ dài cạnh bên thì bằng 20, đúng không? Đấy. Biết mặt phẳng này là vuông góc với phẳng kia và có góc thì bằng là 30 độ. Yêu cầu tính thể tích của khối chóp. Đúng nhỉ? Nào, câu này các bạn ra bao nhiêu? Câu này bạn nào mà vẽ hình như này nhá thì là sai. Các bạn nào vẽ hình như này là sai. Hiểu chưa? Vì sao sai? Vì đây là gì đây? Vì đây là gì đây? Nào. Đấy, vì đây người ta chưa hề cho là hình năng trụ gì. Đúng không? Người ta chưa cho hình năng trụ gì. Nhớ chưa? Người ta chưa cho năng trụ gì nhá thì mình sẽ là gì đây? Để vẽ này sai, hiểu chưa? Nó phải là hình năng trụ gì? Hình năng trụ xiên. Nhớ chưa nhỉ? Nó phải là hình năng trụ xiên nhá. Hình năng trụ xiên thì nó sẽ như nào? Nó sẽ chéo một chút này. Đấy, các bạn vẽ nó chéo chéo một chút nhá. Đây. Đấy, nó sẽ chéo chéo một chút. Được chưa? Đây nó sẽ chéo chéo một chút nhá. Ok chưa? Đây. Xong chưa? Đấy, được chưa? Hình năng trụ đều thì vẽ đứng ở đây. Xong chưa? Đấy, khó vãi luôn à. Khó thì mới phải học đúng không? Còn nếu mà dễ thì học làm gì đúng không nhỉ? Khó phải học nhá. Nào, bây giờ mình sẽ xác định điểm nào. A B, C. A B, C. Được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ cho cái điểm phẩy lên đúng không? Phẩy điên. Câu này là câu lấy 10 điểm mà. Được chưa? Câu này là câu chặn điểm 10 mà. Nhá. Nào, bây giờ mình sẽ xác định góc nhá. Thứ nhất, bây giờ người cho gì? Là cái mặt phẳng B C, C phẩy, B phẩy. Nó vuông góc với A, B, C. Để cho nhá. Được chưa? Tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ có gì? Mình sẽ có là gì? B, C, C phẩy, B phẩy. Đúng không? Giao với gì? Giao với A, B, C. Thì tại điểm gì đấy? Cạnh B, C. Đúng không? Vì nó chung điểm B, C. Xong chưa? Đấy. Rồi nhá. Bây giờ anh sẽ kẻ đây. Anh sẽ kẻ B phẩy H vuông góc với B, C. Nhớ chưa? Nào, kẻ B phẩy H vuông góc với BC. Được chưa? Nào bên kẻ nhá. Kẻ B phải H vuông góc BC nào. Đây. Đây. Được chưa? Xong chưa? Đấy. Được chưa? Vậy từ đây suy ra là B phải H xem gì đấy? Vuông góc với ABC. Vậy đây chính là chiều cao của tam giác. Đấy. Được chưa? Đây chính là chiều cao của tam giác nhá. Xong chưa? Rồi. Thì bây giờ các bạn gì đây? Đấy. Anh có chữa lý không á? Không. Chữa toán lại cứ hỏi chữa lý nhỉ? Xong chưa? Nào thì bây giờ các bạn sẽ xác định cho anh nhá. Nào xác định góc của nó đúng không? Người ta cho đây, người ta cho sẵn nhá. Là góc B'BC. B'BC đây, đây. Góc này nhá bằng 30 độ. Đấy đề cho nhá, mà ta đây vuông đúng không? Thì mình tính gì nhỉ? Các bạn tính gì? Sin đúng không? Sin nhá. Sin đúng không? Sin của B'BH. Sin của B'BH là gì? Sin bằng gì? Sin là đi học đúng không? Là đối trên cho huyền. Được chưa? Cạnh đối trên cho cạnh huyền nhá. Được chưa? Vậy cạnh đối là bao nhiêu đây? Là HB phẩy đúng không? HB phẩy. Trên cho gì? Trên cho cạnh huyền đúng không? Cạnh huyền ở đây ấy là cạnh BB phẩy. Được chưa? Đấy. Được chưa? Nào. Các bạn tính cho anh. Từ đây suy ra HB phẩy thì bằng gì? Bằng sin của 30 độ nhân cho BB phẩy. Được chưa? Vậy thì sin của 30 độ là bao nhiêu nhỉ? Sin của 30 độ bằng 1/2 nhân với BB phẩy. Thì độ dài cạnh bên bằng bao nhiêu đây? Bằng 20. BB phẩy chính là độ dài cạnh bên nhá. Nhớ chưa? Nó bằng 20. Vậy thằng này bằng 10. Xong chưa? Đấy, chưa?
Tính chiều cao làm gì á? Để tính thể tích. Xong chưa? Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ tìm đây, để ý nhá. Tam giác ABC là tam giác đều, đúng không? Đề cho nhá, là tam giác ABC đều. Thế tam giác ABC đều thì sao? Thì công thức là gì? S của ABC bằng gì đây? Bằng cạnh bình phương nhân cho gì? Cạnh bình phương nhân cho căn 3 trên 4, đúng không? Cạnh là bao nhiêu đây? Là 5 bình nhá, 5 bình này. Được chưa? Nhân cho căn 3 trên 4. Vậy chính là bằng 25 trên 4 nhân căn 3. Xong chưa? Thể tích thì bằng 1/2 sin hai cạnh bùn rồi. Đấy, cứ thể tính nhá. Mình sẽ chữa nhiều cách mà. Nói chung là có nhiều cách làm mà, đúng không? Đấy, nào, thì các bạn sẽ phân tích nhá. Cái này cho hơi cao lên tí nhá. Đây, cho hơi cao lên. Nào, anh có bảng viết tay không? À, có nhá, tí nữa anh sẽ đăng. Đây, như sau đây. Bên anh có là V, đúng không? Của A, để cho là bao nhiêu đây? A này, C, C phẩy, B phẩy, đúng không? Thì bằng gì? Nào, nó sẽ bằng V của C phẩy ABC. Được chưa? Đây, anh sẽ vẽ minh họa cho các bạn nhìn nhá. Nhìn hai cái khối chóp này sẽ như nhau đây. Đây, đúng không? Đây. Các bạn nhìn chưa? Hai khối chóp này đều như nhau, đúng không? Đấy, thế nên là thể tích của nó bằng nhau. Được chưa? Nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng là gì? Chóp thì bằng gì? 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy. Chiều cao là bao nhiêu? Chiều cao nó chính là khoảng cách, đúng không? Từ điểm C phẩy cho đến mặt phẳng ABC nhá. ABC. Chiều cao chính là khoảng cách nhá, chính là vuông góc đấy các bạn ạ. Được chưa? Nhân với diện tích đáy là S của ABC. Được chưa? Vậy nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là 1/3 khoảng cách từ C phẩy đến ABC chính bằng gì? À, các bạn comment nào. Khoảng cách từ A, C phẩy đến ABC là gì? Nè, từ C phẩy đến ABC là gì các bạn? Comment nào. C phẩy đến ABC. C phẩy đến ABC là cái cạnh gì? Cạnh nào? Nó chính là cạnh nào nhỉ? Nào, CC phẩy á, sao C phẩy được? Nó phải là chân đường vuông góc chứ, đúng không? Vuông góc ở đâu đây? Đây cơ mà, vuông góc kia mà, đúng không? Phải là gì? Nó phải là B phẩy H chứ, đúng không? Nhân với gì? Nhân với S của ABC. Đấy, các bạn còn xác định chiều cao còn sai nữa mà, đúng không? Đấy là bằng 1/3 thì đây. B phẩy H là bao nhiêu nhỉ? Là bằng 10. Nhân cho diện tích là bao nhiêu đây? Là bằng 25/4 nhân căn 3. Nào, đây các bạn bấm tính cho anh nhá. Bấm máy tính thôi, được chưa? Đến cái chỗ này rồi bấm máy tính còn sai nữa thì toang nha. Nào, nó sẽ bằng là 1/3 này nhân với 10, nhân với 25/4 và nhân với căn 3. 36 phẩy mấy đây? Làm tròn đến vật thân nhất, đúng không? 36,1. Xong nha. Phun đề nhá. Phun đề. Này chưa phun đề nhá. Ngon này. Ngon ngay đúng không? Tí nữa anh sẽ đăng đáp án viết tay nhá. Tí nữa anh sẽ đáp án viết tay nhá. Ok chưa? Tí nữa gửi đáp án viết tay nhá. 10 rồi đúng không? Anh có file đề không? Không, cái đề này anh còn đi xin nữa mà làm sao mà có file được. Chưa? Bạn nào muốn đăng ký xóa số vật sớm lớp 12 các bạn IB cho anh nhá. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký xóa số vật sớm lớp 12 IB cho anh nhá. Đấy. Được chưa? Cho xem lại trắc nghiệm vào đây, trắc nghiệm đây. Ok chưa? Bạn nào muốn đăng ký xóa số vật sớm lớp 12 các bạn nhắn cho anh nhá. Đây, hôm nay đang ưu đãi khóa số vật sớm lớp 12 đây. Chiều anh có like không ạ? Like này là được rồi anh em. Đây nhá. Khóa số phát sướng lớp 12 được chưa? Đây. Thì bạn nào muốn đăng ký thì các bạn IB cho anh nhá. Đang giảm giá 50% khóa học. Được chưa? Học là full hè nhá, xuyên qua hè luôn và học đến tận năm sau nhá. Được chưa? Đang ưu đãi là còn 1-2-50 nhá. Thì bạn nào muốn đăng ký các bạn nhắn cho anh. Để Bắc Linh á, anh có đề được mà có đề được Bắc Linh được. Phải có đề mấy chữ ở chứ. Các bạn nào nhắn tin thì các bạn nhắn qua page hoặc là nhắn qua phần ấy cho anh nhá. Hoặc TikTok cho anh nhá. Được chưa? Anh giải thích lại cho em câu 4 phần đúng sai á. Em xem lại sau nhá. Được chưa? Anh có chữ lý không á? Không, anh chữ toán rồi, chữ lý là gì? Thôi nhá, nghỉ nhá. Chiều nay bạn nào thi, chúc bạn thi tốt nhá. Hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhá. Được chưa? Lốt gì đấy?
lốt gì ấy, lốt trắc nghiệm đi ạ. Trắc nghiệm xong còn đâu nữa mà lốt, chữa phun được còn đâu nữa mà lốt, lốt cái gì nữa đúng không, phun đề rồi còn lốt cái gì nữa, chữa phun đề rồi còn lốt gì nữa, không chưa. Anh gửi đáp án ở đâu ạ? À? Đáp án anh gửi qua ấy nhá, đây anh gửi qua đây nhá, đây nhá, cho bạn xem ra này. Các bạn nào mà chưa like ấy biết thì gửi cho anh nhá. Anh gửi bản viết tay gì ạ? À? Ok. Đây nhá. Tí nữa anh sẽ úp lại bản viết tay ở trên đây nhá. Thì bạn nào chưa like hoặc là chưa theo dõi thì bạn theo dõi viết của anh nhá. Được chưa? Đấy, tí nữa anh sẽ úp trên đây nhá. Đây. Cái đề nói chung là anh vừa ở đây úp đây đúng không? Đấy, được chưa? Có bạn vừa comment này. Đây đúng không? Được chưa? Hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhá. Cho em xem chắc điện trả lời án ngắn đấy, đây. Ok chưa? Hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhá. 9 điểm rồi anh ạ. À. Ok. Chúc các bạn thi tốt nhá.